Hóa ra nhân chứng Chung Son Ho ở trong tù bị tấn công, vì thế Bích Na đã phải thông báo trước tòa. Phiên tòa đầu tiên sẽ bị hoãn 2 ngày, sau khi Dao-on biết được tình hình này, anh ngay lập tức đến bệnh viện thăm Chung Son Ho. Tuy nhiên đối phương rất sợ hãi, anh ta quyết định sẽ không ra tòa làm chứng. Đêm đó Dao-on báo tin cho Bích Na, Bích Na nhắc nhở rằng, con trai cả Chung Tae-gu quay video mẹ Chung Son Ho chết đói. Cô suy đoán rằng có khả năng cao là các nạn nhân khác cũng đã bị quay video lại. Nhiệm vụ tìm kiếm đương nhiên được đặt lên vai Dao-on. Rất nhanh đã đến phiên tòa xét xử đầu tiên. Công tố viên cho rằng vụ sát hại đội trưởng là tàn ác, tác động xấu đến xã hội, đề nghị Chung Tae-gu bị phạt tù chung thân. Luật sư ngay lập tức phản đối, nhưng dựa trên bằng chứng hiện có, trên chiếc rìu có dấu vân tay của bị cáo và máu của nạn nhân. Tuy nhiên Chung Tae-gu không chịu thừa nhận điều này. Luật sư cho biết người nổ súng không phải là bị cáo mà là Chung Son Ho, em trai của bị cáo. Người này đã mua súng và đạn bất hợp pháp cách đây 5 năm. Công tố viên không đồng tình với lập luận của luật sư, cho rằng Chung Son Ho bị Chung Tae-gu hãm hại, anh ta chính là kẻ chủ mưu đằng sau. Hai bên tranh cãi nảy lửa một lúc, luật sư bào chữa của bị cáo tiếp tục gây áp lực lên tòa án. Ngay khi Bích Na chuẩn bị thông báo hoãn lại phiên tòa, nhân chứng quan trọng bất ngờ xuất hiện. Anh ta chính là Chung Son Ho, em trai cùng bố khác mẹ của Chung Tae-gu. Hóa ra anh ta vì muốn trả thù cho mẹ mình, anh ta đã khai nhận toàn bộ quá trình sát hại đội trưởng, đồng thời cũng kể rằng anh ta đã nhìn thấy anh trai chặt đứt cánh tay phải của đội trưởng. Tuy nhiên luật sư bào chữa cho rằng đây là ý kiến cá nhân của Chung Son Ho, không có bằng chứng đáng kể. Chung Son Ho đã rất tức giận sau khi nghe điều này. Anh ta mắng Chung Tae-gu đã nhốt mẹ mình dưới tầng hầm và chết đói, đồng thời cũng quay video lại. Nhưng lúc mọi người hỏi video đó ở đâu, Chung Son Ho chỉ có thể thú nhận rằng nó đã biến mất. Chẳng bao lâu cảnh sát đã phát hiện ra tòa nhà công ty của Chung Tae-gu có gác lửng, thế là bọn họ lên xe và lao tới đó. Cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện ra căn phòng bí mật ở trên gác lửng, và đây là nơi Chung Tae-gu đã cất giữ chiến lợi phẩm của mình. Tổng cộng có 19 cuốn băng ghi hình từ vụ án đầu tiên đến nay, tổng cộng có 13 mạng sống. Rất nhanh Bích Na đã xem toàn bộ video, nghe thấy tiếng kêu cứu của mọi người, cô không khỏi đau lòng. Phiên tòa thứ hai chính thức diễn ra, công tố viên thêm băng video làm bằng chứng. Vụ án vẫn còn thời gian khởi tố, thời hiệu truy tố tối đa chỉ là 20 năm. Những người bị giết vào năm 1999 sẽ không bao giờ lấy lại được công lý. Luật sư phản biện về các luật liên quan tại tòa, phủ nhận mạnh mẽ bằng chứng của đoạn băng, và Bích Na cũng hiểu lý do. Cô tuyên bố rằng vật chứng không liên quan đến vụ việc đang được xét xử, nhưng nội dung bên trong có thể khẳng định Chung Tae-gu chính là kẻ giết người hàng loạt. Cuối cùng Chung Tae-gu cũng thừa nhận mình đã giết những người đó, nhưng anh ta không nghĩ nó sai chút nào. Thay vào đó anh ta hét vào mặt người nhà các nạn nhân, mục tiêu hắn chọn đều là người nghèo khổ, đồng thời cảm thấy rất thú vị khi phạm tội. Lúc các nạn nhân bám lấy anh ta để van xin sự sống, ít nhất trong khoảnh khắc đó anh ta như đấng cứu thế của bọn họ. Nghe vậy Bích Na nghiến răng tức giận, gia đình của các nạn nhân cũng vô cùng đau buồn. Tối nay thiên thần gặp Bích Na, đồng thời cho cô ấy lời khuyên, bảo Bích Na hãy thả Chung Tae-gu ra, đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa, nếu không cô thực sự có thể chết. Tuy nhiên Bích Na đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, cô cảm thấy không công bằng với những người muốn hắn ta phải chịu sự trừng phạt, bao gồm cả Dao-on trong đó. Bọn họ đã chịu đựng cả đời, bây giờ cô không muốn khiến họ phải đau khổ hơn. Vì vậy bản án đã được tuyên ở phiên tòa cuối cùng. Mặc dù máu của các nạn nhân trong các vụ giết người hàng loạt xảy ra 25 năm trước đã tìm thấy trên hung khí, nhưng vì đã hết thời hạn truy tố nên phần hình phạt này được miễn. Có điều vụ đội trưởng bị sát hại dã man rồi chặt xác, dấu vân tay của bị cáo được tìm thấy trên hung khí giết người, chỉ riêng mức án trong trường hợp này không đủ để tuyên án. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu hình phạt nghiêm khắc cho bị cáo. Điều họ thực sự muốn là được tưởng nhớ những nạn nhân đã mất oan uổng và được an ủi về những năm tháng khủng khiếp mà họ đã chịu đựng. Pháp luật sẽ không tha thứ cho những tội ác mà các nạn nhân và gia đình không tha thứ. Xét tất cả tình tiết này, tòa tuyên án bị cáo như sau. Tòa tuyên bị cáo Chung Tae-gu án tử hình. Mặc dù bản án này rất thỏa mãn, nhưng ít ai biết rằng Bích Na đã liều mạng vì điều này. Chung Son Ho bất ngờ treo cổ tự tử, không biết đó là tự sát hay giết người. Mặt khác ở trong tù, Chung Tae-gu bí mật nhận được hướng dẫn lộ trình trốn thoát. Anh ta nhân cơ hội nộp đơn vào viếng thăm người em trai đã khuất. Đồng thời, Bích Na không nghe lời của chủ quản địa ngục Bai, sự trừng phạt chắc chắn sẽ xảy ra với cô ấy. Lính của chủ quản địa ngục Bai đã tìm tới Bích Na. Khi Bích Na nhìn thấy điều này, cô đã xin đối phương cho mình một chút thời gian. Cô đến gặp Dao-on để nói lời tạm biệt với anh ấy. Bích Na nói với Dao-on rằng cô ấy sẽ đi đâu đó rất xa. Dao-on nghe tin Bích Na chuyển đi nơi khác, anh cho biết mình sẽ ghé thăm thường xuyên. Bích Na cũng không nói nhiều, cô nắm tay Dao-on. Cô cho biết Dao-on là vết nhơ trong đời cô, là điểm yếu duy nhất của cô yêu anh nhiều lắm. Dao-on cũng thừa nhận rằng mình yêu Bích Na, rồi sau đó cả hai hôn nhau. Chung Tae-gu đến viếng thăm người em trai đã chết thực sự đã bỏ trốn, và Bích Na đã tới gặp lính của chủ quản địa ngục Bai. Geomoji tức giận chạy tới đồn cảnh sát, cô bảo Dao-on mau đi cứu Bích Na. Lúc này, lính của chủ quản địa ngục Bai cầm con dao đâm vào cơ thể Bích Na. Khi Dao-on đến nơi, anh nhìn thấy Bích Na đang nằm trên mặt đất. Mặc dù Bích Na đã được Dao-on đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu sống Bích Na. Cô ấy chết đúng 12 giờ đêm, ngay khi Bích Na chuẩn bị chịu sự trừng phạt, thiên thần bất ngờ xuất hiện. Thiên thần cho biết mình được Chúa Trời cử xuống đây. Hóa ra Chúa nhân từ với cả người tốt và những kẻ không may.
Ác quỷ Chutia là người tốt, khi hạ quyết định xử chung Tegu, cô ấy đã an ủi tâm hồn hận thù của vô số người, và Bitna là người xấu số, cô ấy sắp mất mạng do quyết định đấy, vì vậy Chúa đã ban thêm một mạng sống cho Chutia. Chủ quản địa ngục Bai đã tha cho Bitna vì điều này. Tuy nhiên việc Bitna ở đây có nghĩa là cô đã chết ở thế giới loài người. Chính thiên thần đã cố tình chết chỉ để cứu Bitna, bởi vì thiên thần thấy rằng Bitna là một người thực sự tốt bụng. Vì lý do này, Daon vui mừng phát hiện Bitna vẫn chưa chết. Tuy nhiên trước khi vui mừng khôn xiết, anh đã nhận được tin Chung Tae-gu đã biến mất. Kẻ giết người hàng loạt Chung Tae-gu trốn thoát khỏi nhà tù với sự giúp đỡ của luật sư, nhưng anh ta đã giết luật sư vì sự an toàn của chính mình. Sau khi Bitna tỉnh dậy, cô ngay lập tức dùng quyền năng để truy tìm tung tích của Chung Tae-gu. Nhóm của Bitna chuẩn bị quá trình xét xử tội nhân. Lúc Chung Tae-gu trở về biệt thự của mình để thu dọn đồ đạc và rời đi, Bitna đã sớm đợi anh ta ở đây. Chung Tae-gu ban đầu không vui khi nhìn thấy cô, nhưng sau đó anh ta cũng không sợ hãi. Anh ta muốn giết Bitna, nhưng con người sao sánh được với ác quỷ. Bitna bắt đầu phiên tòa cuối cùng dành cho Chung Tae-gu. Cô sẽ khiến anh trải qua những việc mà anh ta đã gây ra với các nạn nhân. Lúc này, Chung Tae-gu bước vào thế giới giả tưởng của Bitna. Bitna bắt chước anh ta và cầm cung tên lên cho anh ta cảm nhận. Chung Tae-gu sợ hãi đến mức bỏ chạy. Bitna bắn một mũi tên và bị thương ở cánh tay. Rồi cô bình tĩnh bắn mũi tên thứ hai, lần này bắn xuyên qua cơ thể anh ta. Mũi tên thứ ba lại bắn xuyên qua khiến anh không thể chạy được. Bỏ qua lời cầu xin của anh ta, Bitna bắn chết anh ta trên cây. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình đang ở địa ngục. Nghị sĩ Chung cũng ở đó. Bitna muốn thấy bọn họ cắn nhau. Cô ném hai thanh kiếm xuống đất và yêu cầu họ đấu tay đôi để sinh tồn. Chung Tae-gu nhặt thanh kiếm trên mặt đất và yêu cầu bố mình xuống địa ngục, nhưng Chung Tae-gu đã nhận nhầm người, đó không phải là nghị sĩ Chung mà là Satan. Làm sao anh ta có thể sánh với Satan? Rất nhanh anh ta đã tách ra khỏi xác chết, anh ta tiếp tục xuất hiện tại ngôi nhà thời thơ ấu của Daon. Đối mặt với tên tội phạm thích giết người và chặt xác như anh ta, Bitna cho anh ta nếm trải cảm giác bị chia thành từng phần. Chung Tae-gu tỉnh dậy từ ảo ảnh, dù cơ thể còn nguyên vẹn nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn. Nó chân thật đến nỗi anh cầu xin sự thương xót trong sợ hãi. Tuy nhiên Bitna thích đánh bọn tội phạm bằng nắm đấm. Sau khi đánh anh ta bầm dập, Bitna triệu hồi thanh kiếm địa ngục và đưa anh ta xuống địa ngục. Ở đó không có cái chết, chỉ có sự trừng phạt vô tận. Sau khi làm xong việc này, Bitna đã treo Chung Tae-gu ra ngoài. Dưới thi thể anh ta là 14 chiếc quan tài của các nạn nhân. Đây là việc buộc anh ta phải chết để xoa dịu những linh hồn đã chết. Cảnh tượng này khiến Daon cảm động vô cùng. Gia đình anh và người đã nuôi nấng anh đều chết dưới tay Chung Tae-gu. Sau phiên tòa xét xử Chung Tae-gu, Bitna cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Daon biết rằng Bitna sẽ trở lại địa ngục, anh thực sự không muốn để Bitna xuống địa ngục. Tuy nhiên Bitna cho biết cô sẽ không xuống đó, bởi vì chủ quản địa ngục Bai đã tìm gặp cô ấy. Anh ấy bảo Bitna trở lại địa ngục và tiếp tục trung thành với anh. Bằng cách này, cô ấy vẫn sẽ là người thừa kế của anh. Nghe vậy Bitna đã đưa ra điều kiện. Bitna nói với Daon rằng cô được nghỉ phép 3 năm. Bitna không thể hứa với anh chuyện muôn đời, nhưng cô có thể hứa với Daon điều này. Những kỷ niệm cả hai cùng nhau xây dựng sẽ nuôi dưỡng cô trong nhiều kiếp tới. Vì vậy cô mong anh hãy vui vẻ trong 3 năm tới. Bằng cách này bọn họ đã trải qua 2 năm rất hạnh phúc. Vào năm thứ 3, chủ quản địa ngục Bai lại một lần nữa xuất hiện. Anh cho biết Lucifer đưa cho Bitna một yêu cầu. Vào năm cuối của Bitna, nếu cô ấy giết 10 kẻ có tội rồi đưa họ xuống địa ngục, thì Lucifer sẽ để cô sống như người bình thường. Chủ quản địa ngục Bai hy vọng Bitna sẽ từ chối. Bởi vì Bitna là người kế vị anh, Bitna sẽ đưa ra lựa chọn nào? Cô nói với Daon rằng tất nhiên cô muốn ở bên anh ấy, nhưng muốn giết tội nhân thì phải làm vào lúc xét xử. Rất muốn cho họ một bản án khoan dung và thả họ ra, nhưng điều này sẽ gây tổn hại cho nạn nhân và gia đình. Daon tôn trọng suy nghĩ của Bitna, nhưng hôm nay tại tòa, bị cáo làm tổn thương người khác và nạn nhân phải nhập viện. Bitna tức giận vì người này đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nạn nhân. Bị cáo lại thản nhiên nói nạn nhân chưa chết. Nghe tiếng mẹ nạn nhân khóc, Bitna giận dữ siết chặt lon nước ngọt. Liệu cô ấy có chấp nhận lời yêu cầu của Lucifer không? Vì lý do này, bộ phim Thẩm phán từ địa ngục cũng kết thúc tại đây. Rất mong chờ sự xuất hiện của phần 2.